khách được lên đây là ngon lắm. Qua hỏi ổng coi ổng học thầy nào anh? Ngành nào, học bằng chỗ nào? Ừ, học bằng chỗ nào để mình ổng nói hay thiệt. Tài thiệt ha. Ủa sao ổng vẫn để máy hay sao bánh xe vẫn còn quay vậy ta? Em đang tính qua hỏi ổng á chứ. Không chịu nổi luôn, không sao được. Chắc ổng kìa đó. Qua hỏi thử anh. Em đang tính đi lấy bằng lái à. Đường đang đường trường vậy mà sao mà lạc tới lái sao chứ. Đường rộng chứ đâu phải đường nhỏ đâu. Mà sao mà lên đó mà không lật, mà không lật mới hay chứ bộ. Làm sao mà xuống mà ổng thấy phải kêu cứu hộ tới nhấc lên. Trời ơi bố, cái bánh vậy làm sao chạy mà lên nó đê. Trời ơi bởi vậy nội dướng vậy sao chạy bó tay ổng luôn á. Mà vẫn cố tình chạy, vẫn ngồi chạy, vẫn chạy gì vậy? Tao cái bánh xe nó có trên đó nó mà chạy. Kêu cứu hộ tới đi chứ sao mà chạy được mà chạy. Mà không lật mới hay chứ bộ. Bạn tới. Có phải đền bông cho người ta không ta?